Và thì chào anh em nhé, thì mình là Hưng. Hôm nay mình sẽ support cho anh em cách gọi là chạy game cơ bản, cái cuốn login game cơ bản đó. Rồi, sẵn đây mình có lưu trước một cái video rồi, thì mình sẽ ngồi xem và phân tích cùng các bạn. Như các bạn đã thấy thì mới vô thì mình đã lăn ra ngủm củ tỏi rồi. Nhưng do cái điểm atlet, cái điểm báo động ở dưới đó, mình còn thừa cho nên mình có thể vào mình nhặt được. Thí dụ như mà anh em full rồi đó, là tương tự như lúc mà anh em nhặt xong đồ cuối anh em chạy ra thì anh em cũng không thể vào nhặt lại nha. Đây là trường hợp gọi là lúc mới vào đã ngủm thì mới vào lại để nhặt tiếp. Rồi thì cứ phá những cái bẫy để mình chạy vào mình nhặt cái đồ cuối thôi. Rảnh tay thì nhặt cái những cái hộp nhỏ nhỏ để xem ở trong đó có cái gì đáng tiền hay không. Rồi chạy lộn đường thì chạy lại. Đó, cứ chạy băng băng để mà tìm đồ cuối thôi. Tới đây chạy từ từ để lướt nhầm. Đây có cái cục này mình xem là có giá đó. Rồi quay lại nhặt. Nếu như mà anh em nào mà không biết cách check giá nhanh thì anh em có thể xem lại cái video mà cách cài B-Ray và cách check giá game mình đã hướng dẫn rồi. Đó, thì cứ chạy băng băng ra để không bị rớt lại. Những cái bẫy này thì bình thường có thể chạy xuyên qua nhưng mà bây giờ mình sẽ phá ra để chạy cho an toàn. Rồi, đó, cục này thì mình check giá cái lúc mà mình nhặt xong là ít người bán lắm thì giá nó chắc cũng phải vài vài cục bẹt đấy. Rồi, tiếp theo thì đây, khi mà chạy game thì anh em cần gì? Cần một cuốn game. Cuốn game thì anh em bỏ vào để reveal thôi. Rồi, đầu tiên là cần điểm reveal và con marker đó. Nếu mà anh em dùng điểm của Giana thì nó sẽ giảm được 40%, nếu như có phụ kiện thì tăng lên 5%. Rồi, sau khi mà anh em mở cái phòng đầu tiên thì phòng thứ hai nó sẽ tăng cái lượng marker lên nha. Tiếp tiếp theo sau khi anh em reveal á thì anh em chọn nhân vật. Đó. Rồi, chọn nhân vật, chọn NPC xong thì bỏ vào, chọn cái dòng rank head để mà chạy thôi. Thì tất cả nó chỉ có nhiêu đó thôi. Chạy Lurin thì đơn giản thôi. Anh em cần có đủ NPC để mà thuê. Cho nên là cái lúc mà anh em chạy contract nó cũng phải tốn thời gian đó. Rồi thì nội dung chạy login game thì nó chỉ có nhiêu đó thôi, cứ vào rồi chạy chạy nhặt game, cục nào có giá trị thì nhặt, cục nào không có giá trị thì bỏ qua đó. Cục này cũng có vài cục như cục trên màn hình là anh em thấy là cục Ray Speed Tra đó, thì nó có một ít si anh em có thể nhặt hoặc không, tùy theo anh em lười hay không lười đó. Nếu mà mình lười thì mình bỏ qua luôn đó, chạy ra luôn. Vậy thôi, thì video này thì đến đây cũng hết rồi. Thì nếu anh em nào thích thì like giùm mình nhé. Nếu mà có thắc mắc gì cứ bình luận phía dưới thì mình sẽ trả lời, cố gắng thôi. Thank you anh em nhé, bye bye.